Ok, chào tất cả các bạn. Mình là Đạt, chủ nhiệm của câu lạc bộ Rubik Khánh Hòa. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đăng ký dự thi kỳ WCA Nha Trang Summer Open. Rồi đầu tiên thì các bạn cần vào cái diễn đàn Rubik Khánh Hòa này trên Facebook, hoặc là các bạn có thể vào link là www.facebook.com/Rubik1234567 89. Đấy, rồi các bạn sẽ thấy một cái bài hướng dẫn, cái bài đăng ký dự thi ở đây. Rồi các bạn ấn vào cái link đăng ký dự thi này. Rồi đây nó sẽ hiện ra là như thế này. Đấy. Rồi các bạn ấn vào phần register, có nghĩa là đăng ký. Rồi ok, nếu như các bạn đã có cái tài khoản WCA rồi thì các bạn có thể đăng nhập và đăng ký luôn. Nhưng mà ở đây các bạn chưa có tài khoản thì các bạn bấm vào đây đăng ký. Rồi ví dụ ở đây các bạn cần phải có email của các bạn. Ở đây mình đã tạo rồi, cho nên mình chỉ làm mẫu với các bạn thôi. Rồi các bạn bấm vào đây. Rồi đó, các bạn điền email các bạn ở đây, sau đó password. Cầm phiếu password là các bạn ghi lại cái password các bạn đã nhập ở trên rồi. Rồi các bạn nhấn ấn vào cái bên là I have never competed in the WCA competition. Có nghĩa là các bạn chưa từng tham gia WCA lần nào và các bạn phải ấn vào đây để các bạn tạo. Ở đây là full name, các bạn ghi đầy đủ họ tên các bạn ra, có dấu luôn nha. Có dấu hoặc là không có dấu cũng được, nhưng mà các bạn nên ghi có dấu ra. Rồi tiếp theo là birthday, là sinh nhật của các bạn phải ghi năm trước, năm tháng rồi phải tới ngày nè. Ví dụ như là 2016 nè, gạch 2 nè, gạch 10 à. Cái số tháng thì các bạn phải ghi có hai chữ số, ví dụ các bạn sinh tháng 7 các bạn phải ghi là 07. Đó, còn ngày cũng vậy luôn, ví dụ các bạn sinh ngày 2 các bạn phải ghi 02 hoặc là như vậy. Đó. Đó, ví dụ như vậy đi. Rồi gender các bạn chọn male là đàn ông, female là phụ nữ, còn bạn nào muốn thì các bạn để order cũng được, tùy các bạn. Rồi cái citizenship là các bạn chọn nơi các bạn đang ở, đó là Việt Nam đó. Sau đó các bạn ấn vào sign up. Sau khi ấn vào sign up thì nó sẽ để ra một cái, đó là các bạn phải vào email của các bạn để xác nhận. Các bạn tắt đi, các bạn vào cái email của các bạn Gmail này. Cái này mình tạo rồi cho nên mình làm lại cho các bạn xem thôi. Rồi các bạn vào cái mail mà WCA đã gửi tin nhắn đến cho bạn. Vô kiểu session. Các bạn đợi mình tí để mình tìm lại cái mail. Đây. Đây chính là cái mail mà từ tổ chức WCA gửi đến cho mình. Đây, mail của họ tên là notification@worldqassociation.org. Đó, họ sẽ gửi một cái link, đây là cái link confirm, confirm my account, các bạn chỉ cần nhắm vào đây là tài khoản của các bạn sẽ được kích hoạt. Đấy. Rồi sau khi nhắn vào đó thì kích hoạt được tài khoản rồi, các bạn sẽ quay trở lại với cái trang đăng ký đây. Các bạn đắm vào sign in đăng ký. Đăng nhập. Rồi, ví dụ đây là mail của mình. Rồi, đó mình đã đăng nhập vào rồi nè. Đó, nó hiện cái hình cái avatar như thế này, nghĩa là các bạn cũng đăng nhập vào rồi. Đó, Phùng Mã Đạt, đây là cái tài khoản của mình. Rồi, trong cái cuộc thi lần này có 4 bộ môn, đó là 2 2 5 x 5 4 x 4 và 3 x 3. Ví dụ như các bạn muốn đăng ký bộ môn 3 x 3 thì các bạn ấn vào nó, lại nó sẽ hiện đen lên là các bạn đã chọn bộ môn 3 x 3. Rồi các bạn ấn vào đây nữa. Đó, các bạn có thể chọn nhiều môn, bao nhiêu môn tùy hết. Rồi, phần comment thì các bạn chừa trống. Comment có nghĩa là để lại cái ý kiến của mình đó. Rồi, các bạn chừa trống. Rồi, ở đây mình ấn 3x3 rồi mình bấm vào register. À, mình muốn nói cho các bạn biết là một số bạn đăng ký tham gia hỗ trợ và tổ trọng tài thì tổ trọng tài vẫn được quyền tham gia thi đấu nhé. Các bạn có thể tham gia thi đấu và nhận phần thưởng một cách bình thường. Cho nên các bạn cứ đăng ký tham gia không sao hết. Rồi nó để như thế này có nghĩa là mình đã đăng ký thành công rồi đó. You are current number A of A on the waiting list, có nghĩa là bạn đang nằm ở vị trí thứ 8 trên cái bảng đợi. Và
Đấy, còn ví dụ như các bạn muốn đăng ký thêm các môn khác nữa, hoặc các bạn muốn chỉnh sửa, các bạn chỉ việc đăng nhập vào lại, các bạn chọn thêm một môn nào đó, ví dụ mình chọn thêm môn 4x4 đi, rồi các bạn bấm vào update registration đây, registration, đó ấn vào là tự động nó cập nhật lên thôi, nó ok rồi. Hoặc là các bạn muốn hủy bỏ thì các bạn bấm delete là xong rồi, chỉ cần như thế là vậy là xong rồi đó. Mình sẽ xem vật info cái đây competition. Hiện nay thì trên waiting list đã có 10 bạn đăng ký tham gia. Đấy, rồi các bạn hãy nhanh chóng đăng ký tham gia nhé. Thời hạn trong tới khoảng ngày trước ngày 27, các bạn phải đăng ký đến trước ngày 27. Ngày 27 thì sẽ bắt đầu đóng cái list đăng ký tham gia. Rồi. Và mỗi bộ môn tham gia đều 10.000. Ví dụ các bạn thi 2x2, 3x3, 4x4, 5x5. Các bạn thi 4 môn thì các bạn vẫn chỉ đóng 10.000 mà thôi. Bao nhiêu môn cũng chỉ đóng 10.000, nên các bạn cứ đăng ký thoải mái. Rồi ok. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình. Rồi, chúc các bạn thành công trong kỳ WC lần tiếp theo nhé. Yeah.